Rồi, xin chào quý anh chị các bạn trở lại với chân ông xe hơi. Hôm nay em lại quay Ford Ranger nhé. Hiện tại thì thời điểm này đã qua thời gian mà được chúng ta giảm thuế trước bạ rồi. Bán tải thì thật sự trên thị trường gần như là đang cháy xe rồi. Và chỉ còn mỗi Ford Ranger là sẽ sẵn xe và là hợp lý để mua thôi. Hilux thì phải nửa năm nay thì gần như là không có xe mới. Mitsubishi Triton thì cũng khá là ít xe. Đây, hôm nay bọn em có một xe lắp khá khá đồ rồi. Hiện tại thì các bác có thể thấy chìa khóa ở đây. Chìa khóa bình thường với phiên bản XLS nhé, sẽ là một chìa khóa điện và một chìa khóa cơ. Đây là một chìa khóa thùng mà khách hàng độ thêm bên em nhé. Đó, hiện tại thì cái phiên bản này trên hai đầu xe số sàn và số tự động. Giá thì có chút thay đổi so với thời điểm trước nhé. Giá với phiên bản số tự động một cầu hiện nay dao động vào khoảng 660, 670 với mức giá niêm yết. Lăn bánh thì hiện nay thời điểm này sẽ phải ngoài 700 nhé. Cụ thể giá bán thì chắc là các bác liên hệ trực tiếp với em, mà bác nào tham khảo giá rồi thì sẽ rõ hơn. Với phiên bản số sàn hiện nay bọn em đang có một chút khuyến mại đó, và thời điểm tới thì xe về cũng nhiều hơn một chút rồi, chúng ta sẽ có đa dạng phiên bản hơn. Một cái lưu ý là anh chị mà đang tham khảo cái đầu xe Ranger mới 2022 bên Thái Lan ấy, thì hiện nay thì mới có thông tin về phiên bản Ford Everest thôi. Còn cụ thể về Ranger thì chắc là phải đến khoảng quý 3, quý 4 gì đó thì may ra chúng ta mới có thông tin chính xác về xe được. Phiên bản số sàn hiện nay thì đang khá nhiều xe giao và bọn em sẽ bán nguyên giá, có thể tặng kèm thêm một chút nhỏ nhỏ phụ kiện thôi. Thật sự là bán được nguyên giá và tặng kèm phụ kiện là tốt lắm so với thời điểm đầu năm vừa rồi rồi. Khi mà giảm thuế thì cái mức chi phí lăn bánh thật sự chúng ta bỏ ra cũng khá là nhiều. Rồi, xe này thì bên em đã trang bị sẵn nắp thùng nhá, nắp thùng điện và trang bị chìa khóa rồi. Các bác mà có nhu cầu tham khảo thêm thì có thể alo trực tiếp với bọn em nhé, qua line đăng kèm trên màn hình. Anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Hưng Yên chẳng hạn mà có nhu cầu mua xe thì bọn em sẽ có ưu đãi nhiều hơn về giá bán. Đó, các bác cứ trực tiếp alo giúp em. Y-Check hiện nay thì cũng khá nhiều xe. Tuy nhiên thì giá nó sẽ hơi cao nhé. Mình liên hệ trực tiếp để có giá bán và lịch xe cụ thể. Khó khăn nhất bây giờ chắc chỉ là có sẵn xe bán hay không thôi. Chứ còn giá thì các đại lý sẽ bán gần như là xem nhau rồi. Phiên bản một cầu số tự động hay một cầu số sàn thì vẫn được bán chạy nhất. Anh chị có nhu cầu bốc máy alo giúp em để chúng ta trao đổi thêm về giá bán cũng như là khuyến mại xe nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.